nay là công tác gọi là dọn vườn thì cũng sót còn một vài cái bông hoa ly kép đấy, đang bung rồi thì cũng chia sẻ đấy, khoe với mọi người luôn đấy. Còn hình như đúng một vài bông, mỗi cây đúng một bông luôn, nhất dương chỉ luôn. Thì để bởi vì cũng khá là nhiều người tò mò đấy, là cái ly kép nó nở sẽ như thế nào, và việc là cái nó việc chăm nó dễ nó khó như thế nào. Đây mình sẽ để bê một cái chậu ly đơn ra đây. Có cái cây này quá trời đẹp này. Đây, cái chậu này. Bể không nổi luôn. Đợt vừa rồi là mình ngã trái tay nên là tay nó hơi kém. Đây. Đây. Màu đỏ này, khá là quyến rũ này. Kiểu gì mà kiến nó bâu đầy luôn. Đấy thì cái màu kép này là cái củ này là củ size 16 18 này. Bông này thì cũng không có bé, cũng vừa vừa. Đấy này, số lớp của nó này. Đó, hai lớp mùi thơm. Mùi thơm mọi người nhá, mùi thơm đấy, thơm khá là nồng nàn. Màu này là cũng hồng hồng, nhìn giống như kiểu là màu hồng của thơm và đơn đấy. Kiểu như kiểu sóc bon ấy, gần gần cái màu kiểu gần như sóc bon đấy. Đấy. Đấy, nó hai lớp. Lớp này lớp thứ ba này. Đấy, chưa bung hết. Đấy. Và có một cái đặc điểm mọi người để ý này, nó không có nhụy. Đấy, thằng này có nhụy này. Đây có nhụy này. Và thằng này không có nhụy. Một lớp này. Hai lớp này. Ba lớp này. Nó không có nhụy. Đấy. Cái độ tàn, lâu tàn của nó thì cũng ngang ngang như thơm thôi. Ngang như như cái đơn. Và cái này thì cũng được lâu lâu phết này này. Và thường ấy thì ly kép nó thường thôi nhá, thường cùng size cùng cỡ thì nó ít bông hơn là đơn. Đấy, cũng khá là thơm nhưng mà hay có một cái là nó hay chảy lá. Đấy, ôi giời, những cái khu vực nào mà thời điểm mà nó ẩm ấy, ôi hay chảy lá lắm. Đấy, thì cái cánh sắp xếp cánh của nó nhìn thấy này, khác đơn không? Đấy, khác đúng không? Đấy. Nó khác đơn. Thằng này size 16 18 nên bông nó sẽ bé hơn, cảm giác nó bé hơn. Lại thì đây. Đấy. Và cái ly này màu này cũng khá là đẹp đấy nhỉ, nội. Đấy là về cái ly kép. À, chia sẻ ít nhiều với mọi người nha. Rồi.